Hello mọi người nha, ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm một video hẹn với mọi người. Và mở đầu là đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Thảo. Bạn mua trên TikTok Shop. Đầu tiên bạn ấy mua một em kem bông, mà trời ơi to lắm luôn ấy. Tiếp theo là một em kem kỳ lân, cũng siêu chậm tăng luôn ha. Chậm tăng thì gọi là đỉnh luôn. Một cốc cappuccino, một em popcorn sa chung, một cái ổ nỉ này, một con xin mèo, xin thỏ gì đó. Đơn hàng của bạn đã xong, tí nữa mình sẽ đóng một cái lớp nhé. Kế tiếp là đơn hàng của bạn lại Ngọc Thảo nữa ha. Bạn đây là phần bao bì cũng như sticker mình tặng. Bạn mua một em bánh mì. Đơn hàng của bạn đã xong. Bạn đã... Kế tiếp là đơn hàng của bạn có tên là Hanh nha mọi người. Không biết là Hanh hay là Hạnh gì đó nha. Và đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng. Bạn mua một bắp sa chung, một em bánh, bánh thọ khối vuông gì, một hamburger siêu chậm tăng và một xin thọ. Mình đang vội mọi người nên là mọi người thông cảm với mình nhé. Đơn hàng của bạn đã xong, tí mình sẽ đóng vô nha. Kế tiếp là đơn hàng của bạn có tên là Hiếu Nghĩa nhé. Ở đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng kèm. Bạn Nghĩa mua một em hamburger nè. Những em này mình về siêu chán, chỉ trong một cái livestream thì mình hết hàng luôn rồi. Một pancake, một kim chi bi. Đơn hàng của bạn đã xong, tí nữa mình sẽ đóng vô ha. Tại vì bây giờ hộp bên mình hết rồi ấy, nên là mình phải đóng như thế này, các bạn thông cảm với mình nha. Tiếp là đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Anh nha mọi người. Ở đây là phần bao bì cũng như là một chút sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn mua nhé, bên shop mình được một em cốc cappuccino màu cam. Úi dồi, phải gọi là siêu chậm tăng nha mọi người. Hình như là 47.000 một em, 47 hay 48 gì đấy. Đơn hàng của bạn đã xong, mình sẽ đóng một lớp vô như thế này nhé. Các bạn có một chút khó mấy kia vậy. Kế tiếp là đơn hàng của bạn có tên là Gia Linh nha. Ở đây là phòng bao bì cũng như là mình tặng kèm. Bạn Gia Linh mua hai em ổ như thế này. Kế tiếp là hai con xin mèo xin thỏ gì đó, ba cute luôn ha. Mọi người không mua những em này là phí lắm mà, tại vì quá là xinh. Một em hamburger siêu siêu chậm tăng. Và cuối cùng là một cái bánh khối mini. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng hồ. Đơn hàng của bạn có tên là Quỳnh Anh. Ở đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng kèm. Quỳnh Anh mua một em bắp rang bơ, một em bánh tam giác, một hamburger là siêu chậm tăng. Mọi người phải xem trên live của mình, mọi người có mấy xác định được cái độ chậm tăng của nó là như thế nào. Gọi là siêu đã luôn á. Một bánh mì 12 xăng. Và một cái cái này là cái bánh, cái gì khối vuông hình mèo gì ấy. Tự nhiên mình quên tên rồi. Đơn hàng của bạn Quỳnh Anh đã xong nha, các bạn đã mở shop. Kế tiếp cũng là đơn hàng của bạn Minh Anh. Ở đây là phần bao bì cũng như là sticker một cái kèm. Bạn Minh Anh mua một em hamburger này mọi người ơi. Mọi người thấy là đơn ngày hôm nay 10 đơn thì chắc hết là 7-8 đơn là có em hamburger với em xin mèo rồi đó. Tại vì bánh quá cháy luôn. Một em bánh khối và một cái cookie cookie nhỏ. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng một. Kế tiếp là đơn hàng của bạn có tên là Meo Meo. Ở đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn mua một kem bông, một bắp rang bơ, một xin thỏ, một em nè, một cái bắp rang bơ, một cái hamburger. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đồng một. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Tuyết Nguyễn nha. Ở đây là phòng bao bì và sticker mình tặng kèm. Bạn có mua một em táo xanh, bạn mua trên TikTok. Một em bánh mì 15.000 có cánh nha, còn em 17.000 thì sẽ không có cánh. Và cuối cùng là một em gấu trắng. Đơn hàng của bạn đã xong. Theo là bưu phẩm của bạn Nghe Lê Ngọc Khánh Hà. Bạn mua trên TikTok là mua duy nhất 3 emoji. Mấy bạn một em chim cú, một em mèo và một emoji hình khủng long nha. Và đây là sticker mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Các bạn bảo đồng hồ shop nha. Tiếp theo là bưu phẩm của bạn có tên là Nguyễn Thị Thủy nha. Ở đây là phòng bao bì và một chút sticker mình tặng kèm cho đơn hàng bạn. Bạn
Này ở chợ mua một em bánh vòng 17.000. Một em donut 8 xăng. Một em bánh kèm cua. Và một em gấu trắng nha. Gấu trắng nó tím rất là xinh. Rồi. Em hiện lại đã xong. Ok, tiếp theo là một đơn rất là bự của bạn có tên là Đỗ Thị Thu Hiền nha mọi người. Bạn mua trên TikTok Shop. Đơn này cũng hơn 300 mấy á mọi người. Đơn hàng của bạn gồm có 23 sản phẩm. Đầu tiên có một combo màu xanh này. Combo này bây giờ mình đánh chạy ha. Một cái banh, một cam và một cà rốt, một bấm gỗ, một chú ú bò, một chú ú kỳ lên rái cá gì nhỉ, một em bánh hoa nè, một bánh hay là bánh vòng, một em mực, một pancake, một quýt và một em máy game, một quái vật cắm bút, một macaron, một bánh kẹo, một donut 8 xăng, một lê. Tiếp theo là một cái khiên ha, một bánh cua, một bánh mì mình hoa xăng, một người pizza. Mình hết thì mình sẽ nhắn tin cho bạn. Đổi thành một em người qua tay, một em CNCB em hiểu một cái xăng. Cuối cùng là đơn hàng của bạn Cẩm Ly nha mọi người. Ở đây là phần mobile cũng như là sticker mình tặng từ đây đơn hàng của bạn. Bạn Ly mua một em xin thỏ ba màu. Nhiều tên lắm. Một hamburger. Siêu trọng tâm. Một em bánh khối. Và một con siêu nhân. Con siêu nhân này sẽ là con siêu nhân loại cứng nha các bạn, không phải là loại mềm nha. Mọi người mua mọi người lưu ý giúp mình, tại vì là quýt sinh nhật ấy. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đã mở shop và đơn hàng của bạn Cẩm Ly cũng là đơn hàng cuối cùng ở trong video này rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Mọi người muốn mua thì kéo số bình luận và mô tả thì mình có để lên Shopee và lên TikTok của mình dưới đấy nha. Ok, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp mọi người vào cái video ngày mai.